Kính thưa quý vị, ông bà của chúng ta thường có câu có bệnh thì vái tứ phương, và đó cũng chính là một trong những tâm lý chung của một số những bệnh nhân đang mang trong mình những căn bệnh khó điều trị. Và theo kiến thức hữu hạn của mình thì Khánh Phương thấy là hiện nay có 3 trường phái. Trường phái thứ nhất là bệnh nhân hoàn toàn sẽ theo Tây y để điều trị, trường phái thứ hai là sẽ theo Đông y, và trường phái thứ ba là sẽ kết hợp giữa Đông Tây y điều trị bệnh. Thực ra mà nói thì Phương thấy là không có trường phái nào là hiệu quả tối ưu cả. Quan trọng nhất là chúng ta phải biết được bệnh của mình đang ở giai đoạn nào và nó có phù hợp với bệnh lý của mình đang mang hay không, để từ đó chúng ta tìm ra được cái phương pháp lẫn như là chúng ta sẽ điều trị theo Tây y hay Đông y mang lại cái hiệu quả tối ưu nhất để điều trị căn bệnh của mình. Nhưng trên thực tế thì lại có một số người bởi vì do không tìm hiểu cho nên đã bỏ qua một cái giai đoạn vàng, dẫn đến việc mà theo Đông y một thời gian, sau đó quay lại trong bệnh viện thì cũng đã bỏ qua cái thời gian vàng chúng ta có thể dùng Tây y để điều trị dứt điểm căn bệnh của mình. Và một trong những cái căn bệnh mà chúng tôi có thể kể đến đó chính là căn bệnh viêm gan B. Hiện nay một số người dân cũng đã vì nghe theo truyền miệng này, nghe theo những cái kinh nghiệm chữa bệnh dân gian mà đã làm cho cái căn bệnh của mình. Đáng lẽ nếu như ngay từ đầu chúng ta đến với những bệnh viện lớn, nhận được cái sự tư vấn và điều trị kịp thời, phác đồ của bác sĩ thì đã có thể cải thiện bệnh tình của mình hơn rất nhiều. Dạ vâng ạ, với căn bệnh viêm gan B này cũng giống như rất là nhiều những cái thói quen của người dân của chúng ta, đó chính là chúng ta thường hay truyền tai nhau rồi rỉ tai nhau về những cái phương thuốc hiệu quả, đặc biệt là những cái phương thuốc trong dân gian. Nếu như là những cái phương thuốc về Tây y thì phải cần có những cái đơn của bác sĩ cũng như là sự thăm khám của các chuyên gia bác sĩ, thì với Đông y thì thường là mọi người lại dựa trên kinh nghiệm dân gian là chính, cho nên rằng là mọi người có thể rằng là tùy theo vùng miền, tùy theo thổ nhưỡng, tùy theo môi trường sinh hoạt của mình mà mọi người sẽ có những cái phương thuốc mà truyền tai nhau. Tuy nhiên thì mọi người lại quên mất một điều rằng là cơ địa và cơ thể của mỗi một con người nó rất là khác nhau. Giữa đàn ông và đàn bà thôi nó đã là khác rồi. Rồi còn chưa nói nữa, giữa đàn ông như mà đàn ông 70 tuổi và đàn ông 40 tuổi và những thanh niên 20 tuổi nó cũng khác nhau. Phụ nữ cũng tương tự là như vậy, trẻ em cũng như vậy, và còn chưa nói là với những người phụ nữ ở bước vào cái giai đoạn ví dụ như là tiền mãn kinh, hoặc là những cái người mà đang ở trong cái thời kỳ sinh nở, nó cũng sẽ phải có rất là nhiều những cái cơ chế ở trong cơ thể mà chúng ta sẽ không thể nào hiểu được hết. Đúng rồi. Đúng không ạ? Và chỉ có những người có kiến thức, có chuyên môn thì mới thực sự có thể tìm hiểu được. Dù đó là bác sĩ Đông y hay là bác sĩ Tây y thì họ đều phải, nói thật luôn là họ đều phải học hết nước hết cái thì họ mới dám đụng vào cơ thể của bệnh nhân và mới có thể đưa ra được những cái chẩn đoán, mà đôi khi là những cái chẩn đoán lâm sàng và phải cần thời gian thì mới có được những cái kết quả, những cái chẩn đoán là cụ thể. Hiện nay thì những hạn chế về công cụ chẩn đoán trong y học cổ truyền hay là tình trạng lạm dụng thuốc trong y học hiện đại sẽ được khắc phục tối đa với sự kế thừa và chắt lọc tinh hoa giữa hai nền y học Đông y và Tây y, khi mà kết hợp chính là xu hướng phát triển tự nhiên và tất yếu của các nền y học trên thế giới. Khi mà chẳng may mắc bệnh thì bất cứ ai cũng mong muốn mình mau chóng khỏe lại, đúng không ạ? Và bởi vậy nên là với cái tư tưởng mà có bệnh thì vái tứ phương rồi, thực sự là còn nước còn tác của người dân Việt Nam của chúng ta và của mọi người thì chúng ta cũng không thể nào trách được những cái tư tưởng như vậy. Tuy nhiên là chúng ta nên đặt cái niềm tin của chúng ta ở đâu để nó hợp lý, bởi vì rõ ràng rằng cơ thể và sức khỏe của chúng ta chỉ có một mà thôi. Nếu như sức khỏe của chúng ta nó suy kiệt rồi thì rõ ràng rằng đời sống của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, và không có sức khỏe thì chúng ta cũng sẽ chẳng thể nào mà chúng ta có thể tận hưởng được bất kỳ một cái điều gì nào trong cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Và cũng chính vì vậy cho nên cái việc mà dù là Tây y hay Đông y mà chúng ta không có tuân thủ theo những cái phác đồ điều trị, hay là chúng ta tự ý tìm những cái bài thuốc trôi nổi không rõ nguồn gốc, sẽ để lại rất là nhiều những cái hậu quả nặng nề. Và như thường lệ thì trong tiểu mục ngày hôm nay của chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia với những cái câu chuyện để chúng ta hiểu rõ hơn về những cái sai lầm điều trị viêm gan B khi tự ý sử dụng thuốc nam. Bệnh nhân này phát hiện ra mình mắc viêm gan B cách đây 5 năm qua một lần khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, thay vì đến bệnh viện, ông tìm đến một thầy lang để cắt thuốc nam điều trị. Hệ quả là bệnh không những không đỡ, mà sau đó ông phát hiện hai khối u gan, đồng thời bị xơ hóa gan nghiêm trọng. Cứ nghe người nội bỏ người kia thì là kể cả khô gan ấy, nó viêm gan B, thế là có cái bà gần xóm thế xuống viện gần 38 cân, thế sau rồi cứ cắt cái thuốc đấy, thế là khỏe bình thường, chả biết thế nào. Thế đó mình cũng nghe giới thiệu đi thôi. Theo
Theo thống kê của khoa viêm gan, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trung bình mỗi tháng, khoa tiếp nhận từ 20 đến 30 bệnh nhân nhập viện vì nhiễm độc gan do tự ý uống thuốc nam, thuốc bắc. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân thường nghĩ thuốc nam không độc, nhưng thực tế, việc tự ý sử dụng không theo chỉ định của bác sĩ, hậu quả để lại rất nặng nề. Thì xem trên mạng đấy, người ta nói là cây sả đen này là chữa được, phòng được bệnh ung thư ấy. Thế mình cứ xem trên mạng là mình cũng cứ uống, tại vì ở gần nhà tôi cũng có một số người họ cứ uống như thế, họ bảo họ uống là nó đỡ. Thế nhưng mình uống thì không đỡ. Men gan của cô quá cao, nó 1.300 cơ, mà mình thường thường chỉ có dưới 100 thôi. Khuyến cáo với người sau này, những cái người mà có bệnh ấy hoặc không có bệnh, cho nên là phải có chỉ định của bác sĩ thì mình hãng dùng. Chứ mình dùng linh tinh đấy nhiều khi nó ảnh hưởng đến tính mạng đấy. Thế như tôi là rất là vừa rồi rất là sợ rồi, không dám dùng nữa. Với các bệnh nhân đã mắc các bệnh về gan nói chung cũng như viêm gan B nói riêng, cơ quan này vốn tổn thương, việc tùy tiện sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng càng dễ gây ra những hậu quả khôn lường. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Quý vị thân mến, tại Việt Nam thì có 10 đến 15% dân số mắc viêm gan B, một là con số rất lớn. Đây là một căn bệnh phải điều trị kiên trì và lâu dài. Tuy nhiên thì không ít người bệnh đã tỏ ra nôn nóng muốn điều trị dứt điểm căn bệnh này nên đã tự ý đi tìm những bài thuốc không được chỉ định, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, thậm chí là phải nhập viện để điều trị những biến chứng đó. Vậy những sai lầm trong quá trình điều trị căn bệnh viêm gan B là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện trong chương trình ngày hôm nay. Cùng với bác sĩ của chúng tôi, xin giới thiệu với quý vị bác sĩ Mai Đình Cửu, Phó trưởng khoa viêm gan Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Minh Phương, kính chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, như clip chúng ta vừa được xem thì có nhiều bệnh nhân đã tự ý tìm đến những bài thuốc không được chỉ định và dẫn đến là phải nhập viện để điều trị. Vậy thưa bác sĩ, nguyên nhân của tình trạng này là gì ạ? Bác Hồ đã nói là cái điều trị thuốc thì nên kết hợp thuốc Tây với thuốc ta, tức là thuốc Tây y với thuốc Đông y, thuốc Nam cũng là những cái bài thuốc rất là hay. Chỉ có điều trên thực tế là có nhiều những trường hợp là người ta lạm dụng thuốc Nam, lạm dụng thuốc Bắc. Cũng có những cái trường hợp là người ta dùng cái thuốc nó không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thế thành ra vì thế cho nên đó, là bệnh nhân không được theo dõi liên tục cái diễn biến bệnh. Chỉ cái khi mà người ta điều trị bệnh rồi, nặng rồi mới đến khám thì chúng tôi mới phát hiện được là người bệnh đã đến cái giai đoạn nặng. Từ vì người ta cũng cứ nghĩ là có những ông thầy thuốc Nam, ông thầy thuốc ông lang y điều trị khỏi được, cứ nghe người nọ truyền tai người kia, tức là cứ đi uống thuốc thì đến cái lúc mà bệnh nặng rồi không khỏi được thì mới đến với chúng tôi, thì diễn biến cũng rất là muộn. Có những người thì đã sơ gan, là người suy gan, thậm chí có những người đã ung thư gan nguyên phát. Người Việt Nam của chúng ta cũng thường có thói quen đó là có bệnh thì vái tứ phương, cho nên là cũng rất khó để có thể là ngăn được người bệnh là tự đi tìm những bài thuốc được quảng cáo trên mạng hoặc là truyền tai nhau. Vậy không biết là tại khoa viêm gan của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có thường xuyên là gặp phải những tình trạng bệnh nhân như vậy hay không ạ? Đối với chúng tôi là cái tuyến cuối điều trị cái bệnh lý viêm gan, vì thế cho nên chúng tôi thường xuyên gặp những cái bệnh nhân này. Đặc biệt là hiện tại chúng tôi cũng có ít nhất là 3-4 cái trường hợp mà người ta phát hiện viêm gan rất lâu nhưng người ta không đi khám mà người ta đi dùng thuốc nam, cho đến bây giờ thì có trường hợp đã ung thư và phải đi mổ ung thư gan ở viện ca rồi quay lại để điều trị cái giai đoạn giảm nhẹ ở tôi. Hay có những cái trường hợp mà người ta đang điều trị viêm gan xong bỏ đi uống thuốc nam thì bây giờ quay lại là suy gan nó rất là nặng. Vào diễn biến điều trị thì có những trường hợp thì qua khỏi được, rồi có những trường hợp thì nặng quá cũng không qua khỏi được. Và như thế là cái tỷ lệ đấy, mặc dù là nó không phải là tuyệt đại đa số, nhưng cứ một cái tỷ lệ cũng rất là lớn mà thường xuyên vào với chúng tôi. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều những loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là bổ sung và cải thiện chức năng gan. Nước ngoài, trong nước và thuốc nam cũng có rất nhiều. Bác sĩ đánh giá như thế nào về những loại thuốc này ạ? Trước hết mà nói thực phẩm chức năng, nó chỉ là thực phẩm chức năng, tức là cái thực phẩm hỗ trợ cho cái việc điều trị. Thế thì trên từng cái bệnh lý cụ thể mà tùy cái bác sĩ chuyên khoa người ta khám xét và cái xuất xứ nguồn gốc rõ ràng mà người ta thấy cần thiết thì người ta sẽ có những cái chỉ định phù hợp. Đối với cái bệnh viêm gan ấy, thì khi chúng tôi khám xét thì chúng tôi thấy rằng là hầu hết những cái bệnh lý viêm gan mà chúng ta đang điều trị thì những cái thuốc theo cái danh mục thuốc của bảo hiểm y tế của chúng ta quy định bây giờ là những cái thuốc là hầu hết là đủ để điều trị cho cái viêm gan hiện nay. Thế thì chúng tôi cũng rất là hạn chế sử dụng những cái chỉ định sử dụng cái thực phẩm chức năng.
từ bởi vì sao vậy? Cái thứ nhất là nó có chăng nó chỉ hỗ trợ một phần nào cho cái điều trị, nhưng cái chính là bây giờ trên thị trường cái thực phẩm chức năng thì là những cái thực phẩm mà giá thành nó rất là đắt, và cái vì thế cho nên cái thuốc giả nó, cái thực phẩm chức năng giả nó cũng rất là nhiều, nó không rõ nguồn gốc xuất xứ, cho nên mà khi dùng thì nó chỉ hỗ trợ được một phần, nhưng mà nếu như không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo được cái chất lượng thì cái hậu quả là khôn lường với người bệnh, vì tất cả những cái độc chất vào cơ thể, tất cả những cái dư lượng hóa chất, thuốc sâu, nấm mốc, những cái độc chất vào cơ thể chỉ có gan nó khử độc, mà khi cái gan nó đang tổn thương do viêm như thế, chúng ta đẩy thêm cái độc chất, những cái chất có hại cho cơ thể vào, bắt gan tăng cường làm việc, đến một mức quá cái khả năng chịu đựng của gan, nó sẽ suy cái chức năng, không hồi phục được. Vì thế đối với cái chuyên ngành viêm gan chúng tôi thì chúng tôi rất hạn chế cái việc sử dụng thực phẩm chức năng. Thưa bác sĩ, vậy nguyên nhân mà dẫn đến căn bệnh viêm gan B là gì, và căn bệnh này có lây truyền giữa người với người hay không ạ? Viêm gan B, viêm gan C và HIV là cái bệnh mà lây truyền theo ba con đường giống nhau. Đầu tiên là cái đường máu và các cái chế phẩm về máu. Ví dụ như là bệnh nhân tiêm truyền dung bơm kim tiêm, hay là có những cái máu nó bị chảy máu ra rồi nó lây vào những vị trí xây xước của những người xung quanh. Thế là cái nói chung là máu và các cái chế phẩm về máu. Đường thứ hai là cái quan hệ vợ chồng, cái quan hệ khi mà chúng ta không dùng các cái biện pháp an toàn trong quan hệ vợ chồng thì có nguy cơ lây. Cái thứ ba là mẹ truyền sang con. Vậy viêm gan B có điều trị được dứt điểm hay không thưa bác sĩ? Viêm gan B là một cái bệnh mà hiện giờ chúng ta chưa có thuốc điều trị khỏi. Chúng ta ức chế virus về dưới cái ngưỡng gây bệnh, chúng ta duy trì thuốc để cho virus không tạo những cái đợt bùng phát virus, không gây tổn thương gan, và để cho cái duy trì cái chức năng gan, cái sức khỏe lá gan nó bình thường đến cuối đời. Chứ cho đến giờ này thì chúng ta chưa có cái thuốc điều trị khỏi dứt điểm bệnh viêm gan B. Viêm gan B là một căn bệnh phải điều trị lâu dài và kiên trì. Bác sĩ có thể giới thiệu và chia sẻ thêm về quá trình điều trị căn bệnh này hay không? Viêm gan B là cái bệnh điều trị mãn tính cả đời. Thế thì vì thế cho nên cái quá trình điều trị thì một trong những cái nguyên tắc là bệnh nhân phải được dùng thuốc đúng theo chỉ định của chuyên khoa. Cái thứ hai là bệnh nhân phải tuân thủ điều trị để đảm bảo cái hiệu quả điều trị. Cái thứ ba nữa là cái theo dõi định kỳ thường xuyên để phát hiện những cái side effect của thuốc, để những phát hiện những cái biến chứng có thể xảy ra để chúng ta xử lý cho nó kịp thời. Vậy thưa bác sĩ, trong quá trình điều trị viêm gan B thì sinh hoạt cũng như là dinh dưỡng của người bệnh cần lưu ý những điểm gì ạ? Về sinh hoạt và dinh dưỡng thì đối với viêm gan B ấy, thì thứ nhất mà nói, như tôi nói ban đầu, tất cả các độc chất vào cơ thể chỉ có gan nó khử độc. Cho nên về mặt sinh hoạt là đương nhiên là bệnh nhân không dùng rượu bia, các chất kích thích, cũng như là các cái dư lượng, các cái hóa chất, thuốc sâu, nấm mốc vào cơ thể bằng bất cứ con đường nào. Đừng ăn, đừng uống, đừng bôi, đừng tiêm, đừng hút, đừng chích, thì chỉ có gan khử độc. Vì thế cho nên trong cái chế độ sinh hoạt phải sinh hoạt rất lành mạnh. Quá trình mà bị thì định kỳ chúng ta phải đi khám, các cái thời thuốc chuyên khoa xét nghiệm để xem những cái chỉ định điều trị phù hợp. Cái thứ ba mà khi đã điều trị thuốc kháng virus rồi thì phải tuân thủ cái chỉ định điều trị để chúng ta tránh cái nguy cơ bùng phát virus và tránh cái đề kháng kháng thuốc để dẫn đến những cái hậu quả là suy gan, thậm chí là tử vong do viêm gan. Thưa bác sĩ, mời bác sĩ hãy đưa những khuyến cáo và lời khuyên tới quý khán giả về việc làm thế nào để điều trị và phòng tránh căn bệnh viêm gan B hiệu quả. Đối với toàn dân nói chung thì như chúng ta đã biết, cái tỷ lệ tùy cái điều tra của từng cái cuộc điều tra một ở trong cộng đồng Việt Nam, có những cái điều tra thì tỷ lệ lây truyền trong cộng đồng khoảng 10%, có điều trị cuộc điều tra khoảng 15%, 20%, thậm chí có những cuộc điều tra thì cộng đồng chúng ta tới 25% bị viêm gan B, tức là chúng ta là một trong những nước có cái tỷ lệ lây lưu hành cái viêm gan B trong cộng đồng nó rất là cao. Vì thế cho nên trước tiên mà nói là tất cả những cái người dân chúng ta nên khám định kỳ để nếu như không bị nhiễm virus viêm gan B thì chúng ta phải tiêm phòng ngay. Cái thứ hai là nếu bị nhiễm rồi thì nó có hai cái. Cái thứ nhất là chúng ta định kỳ khám để xem xét những cái diễn tiến, có chỉ định thì bác sĩ chuyên khoa sẽ điều trị. Cái thứ hai nữa là đối với những người mẹ mà đã bị nhiễm virus viêm gan B trong cái quá trình mang thai để chuẩn bị sinh em bé thì phải đi khám xét để được các thầy thuốc chuyên khoa tư vấn để tránh cái dự phòng cái lây truyền mẹ con. Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Quý vị thân mến, cuộc trò chuyện vừa rồi hy vọng sẽ đưa tới quý vị những thông tin hữu ích về cách nhận diện, phòng tránh cũng như là điều trị căn bệnh viêm gan virus.